Nếu mọi người đang có sân vườn rộng, không gian lớn, muốn đi tìm những bộ bàn ghế đá phù hợp với không gian của gia đình mình mà muốn độc lạ, sắc nét, sang trọng thì hãy xem video này với mình nhé. Như mở đầu video thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người hai bộ bàn ghế đá bằng chất liệu đá da báo trắng. Và bộ bàn ghế đều có kích thước lớn là hơn 2m. Bộ đầu tiên trong video chính là bộ bàn ghế có mã BG031. Đây là một bộ bàn ghế khách đặt hàng, làm riêng theo yêu cầu. Phần tiểu cảnh bên trên là bằng đá tai mèo hoàn toàn tự nhiên. Phần này được làm rời ra và khi có nhu cầu thì khách có thể nâng ra và nâng vào, giúp cho mục đích sử dụng của chiếc bàn linh hoạt hơn. Dáng bàn làm cách điệu móc quai mới lạ. Phần mặt bàn được đánh bóng tự nhiên. Và đây là sản phẩm sau khi đặt tại nhà khách. Rất đẹp và phù hợp với khung cảnh xung quanh. Bộ bàn thứ hai là bộ bàn có mã BG032. Bộ bàn này có kích thước lớn hơn với chiều dài 2m6, chiều rộng là 1m37, đi kèm 8 đôn. Đây là cách xếp đôn tiêu chuẩn của bộ bàn này. Với cách xếp đôn như thế này thì có giá là 30 triệu đồng. Mình có hỗ trợ vận chuyển toàn quốc. Để thêm phần sang trọng với những không gian lớn uy nghi hoành tráng thì bộ bàn này có một cách xếp đôn nữa, đấy là xếp ngai tựa. Với cách xếp ngai tựa thì mình có hai lựa chọn cho mọi người chọn. Cách 1 đấy chính là mình sẽ xếp một bàn, một tựa nhỏ có chiều dài 1m8, rộng 1m1 và cao 1m1, đi kèm 8 đôn. Nếu xếp bộ như cách 1 này thì bộ bàn sẽ có giá là 38 triệu đồng. Cách 2 là mình sẽ xếp một bàn đi kèm hai tựa lớn, một tựa có chiều dài là 3m, cao 1m4 và tựa thứ hai có chiều dài là 2m5, cao 1m15. Và giá của một bàn kèm hai tựa lớn này là 60 triệu đồng. Nếu mọi người cần tư vấn các bộ bàn ghế đá để phù hợp với nhu cầu của mình thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại trên góc màn hình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye!